Ngày 17 tháng 12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Lê Văn Nguyên, bác sĩ khoa khám bệnh cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo đó, thông qua việc kê đơn mà không có bệnh nhân đến khám, vị bác sĩ này đã gây thiệt hại cho cơ quan bảo hiểm hàng trăm triệu đồng. Ngoài bác sĩ Lê Văn Nguyên, cơ quan công an cũng khởi tố bắt tạm giam 4 tháng đối với Hồ Đắc Tuấn, nhân viên khoa dược Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng Liên quan vụ việc này, bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã tạm đình chỉ công tác khám chữa bệnh đối với bác sĩ Nguyên, để làm rõ dấu hiệu trục lợi bảo hiểm y tế. Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã triệu tập một số cá nhân đang công tác tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để làm rõ một số nội dung liên quan. Trước đó, qua xác minh của cơ quan bảo hiểm, trong 9 tháng đầu năm, mặc dù không có bệnh nhân đến khám, nhưng bác sĩ Nguyên vẫn kê đơn và nhận thuốc thuộc danh mục bảo hiểm y tế thanh toán. Đáng chú ý, trong số nhiều đơn thuốc được kê, có nhiều đơn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người quen bác sĩ với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng bác sĩ nguyên thừa nhận với ban giám đốc bệnh viện đa khoa lâm đồng đã có vi phạm quy tắc kê đơn thuốc bảo hiểm y tế và quy trình khám chữa bệnh của bộ y tế